Xin chào tất cả anh em. Sau khi hết là về sửa kỹ năng của Volcat nè, rồi Zill và hôm trước là của Richter ấy, thì rất là nhiều anh em comment là S để làm sửa kỹ năng của vị tướng mã lục đấy không. Mùng 10 tháng 11 thì S gửi đến cho anh em. Chính xác là ở trên trang chủ của gạt gián ấy, ở bên máy thử nghiệm họ thông báo là Malok có sự thay đổi về chiêu 1, đó chính là sẽ không còn bị ngắt khi các bạn tận dụng chiêu 1 và gặp khống chế. Rất là nhiều anh em vui mừng, liệu đây có phải là quái vật hay không? Và ok, hãy vào ngay máy thử nghiệm để mà test và thử nghiệm nào. Nhưng mà các bạn phải biết rằng ở máy thử nghiệm hiện tại đang free 5 bộ trang phục nhá. Có hiệu ứng hẳn hoi. Hầu gái như không có. Preta Hỏa Long Băng Sư nè. Đó là các event 1 tháng và nửa tháng. Nhưng cái điều đáng buồn nhất ấy, đó chính là anh em sử dụng iOS gặp tình trạng chỉ là beta đầy. Cái này ấy, ai ai cũng bị thôi. Ngay cả bản thân S đồng dạng vậy. Bởi vì slot để mà chơi iOS ấy, nó ít quá. Nên nếu bạn nào mà iOS muốn vào ấy, thì phải căn khi nào iOS update để chúng ta thể vào và là người may mắn nhá. Siêu hot, dngshop.vn đang có sự kiện nạp thẻ thành công từ 50k trở lên. Anh em sẽ nhận được ngay một lượt quay free tại vòng quay ưu đãi đặc quyền và có cơ hội nhận được nick VIP cùng với một cái lượng quân huy vô cùng giá trị. Ngoài ra mini game, nick game trên shop cũng đang giảm giá cực mạnh. Anh em còn đang suy nghĩ gì? Truy cập ngay ở dngshop.vn để tham gia ngay nào. Series test tướng ở trong máy thử nghiệm này được rất là nhiều anh em ủng hộ và muốn xem là các sự thay đổi này liệu có hoành tráng, liệu có biến các vị tướng trở thành mạnh hơn hay không, hay là phế đi. Và các bạn có thích sự sửa đổi, hãy comment xuống video và đánh giá nhé. Tự dưng vào anh Gold AFK anh em ơi. Vậy thì con bùa xanh này nó có vẻ như là vô chủ, mà vô chủ là chúng ta phải xử thôi. À bây giờ mình mới để ý anh em ơi, ai ra hình như là một fan của Tràng Game sao kìa. Điên gì cấm kìa. Ôi ông Gấu đi đâu vậy ta? Ông Gấu đã vào rồi anh em ạ, nhưng mà lại không thể ăn bùa xanh. Có vẻ ông Gấu bảo là Malok anh ấy ăn đi để có khỏe còn gánh team. Ok nhá anh Gấu nhá, mình không phụ lòng đặt hy vọng của anh Gấu. Và chúng ta quay trở lại để mà farm nào. Khi mà các bạn đi đường với Malok thì cực kỳ dễ dàng thôi. Hôm trước thì có bạn hỏi là Malok đi sâu đường có nên lên cái đao chiều đấy không. Đây anh em nhá, đây là con mồi tuyệt vời nè. Anh em ấy xem cái thời gian đấy ạ. Đó, trời ơi. Người ta ở đây là cái thời gian đó anh em. Cái thời gian để có thể hồi lại tiếp tục chém chiêu 1. Nó cực kỳ là hoành tráng. Còn Van Hên này, Van Hên dừng nhá. Nó chơi phép, người ta là hơi căng. Boom. Tỉnh trap. Bốc hơi luôn kìa mấy ông ơi. Ây, 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 ây. Đâu rồi, đâu rồi, đây rồi. Rất tiếc là cái pha chém vừa rồi của mình ấy, đúng lúc cái nội tại Ma Vương lại hết. Chứ chém sang chuẩn là chắc chắn là con Nata lên bảng lên thôi nha mấy ông nhá. Và ở trong trận đấu này đúng là mình lên đao trì hồn anh em ạ. Tức là mình cái trang bị đầu tiên mình lên ấy, đó là cái đao trì hồn. Sau đó anh em đoán xem trang bị kế tiếp mình chơi là gì. Mình chơi là cái giáp hiệp sĩ cấp độ 2 nè. Đây là một cái giáp để đối đầu bọn sốc đam hoặc là bọn rìa xa kiểu xạ thủ, nó rất là hiệu quả để giảm tốc và một chút giáp. Cơ bản là tuyệt vời nha anh em nhá. Nhưng trang bị kế tiếp sao? Chắc chắn là một trang bị cực kỳ khô máu. Anh em biết đó, ở bàn máy thử nghiệm ấy thì cái con rơi này 35 giây nó ra rồi. Cái lượng vàng thì nó không được quá cao và nó sẽ tối ưu cho người đi sâu đường. Nên sắp tới ấy, đặc biệt là sâu đường dành cho vị tướng kiểu như là Floor này, ví dụ thế. Hoặc là cái vị tướng late game đi thì sẽ rất là có lợi. Thanh niên là hổ báo thế nhở? Tao lại rầm chứ bây giờ. Khép góc luôn. Boom. 1k5 cơ ông ơi. Hơi bị căng đấy nhá. À, Elsu đổi đường rồi kìa. Từ từ nha, từ nha bạn ơi. Làm thì cái năng trước nào. Mút quả chiêu 2. Ui, nó có loại đậm đà thương. Không biết có chạy kịp xuống để mà thủ đường hay không đây. Cái ông đường mít ấy, đáng ra cái pha đấy là phải thủ đường nhá anh em coi đấy ạ. Đây. Ui, tại sao S bảo là sử dụng chiêu 1 không sợ khống chế cơ mà. Tại sao bây giờ lại như thế này. Thì xin thưa với anh em ấy, lại là cú lửa gà rán anh em ạ. Không phải là Malok chưa từng biến khống ở chiêu 1, bởi vì S đã test cho anh em rồi đó. Cái video test đó ấy, là video test ở vào ngày mùng 10 tháng 11, tức là 6 ngày trước. Và hôm trước vừa mới cập nhật xong thêm một bản. Và ngay khi các bạn xem video đấy ạ, thì tiếp tục lại cập nhật thêm một bản theo. Tức là gà rán, phải nói là nhà làm game. Nhà làm game, họ quyết định là không cho Malok biến khống chiêu 1 nữa. Bởi vì họ test xong vài ngày, họ thấy là Malok nhìn này căng quá anh em ạ. Căng quá, không thể chơi được. Ui, khó chịu nhờ. Nó né được cái quả quỷ kia mình kìa. Nhưng mà dễ gì tôi lại sợ ông. Dễ gì tôi lại sợ ông. Đừng quên là
trang bị của chúng ta lên là trang bị đao chuồn nha anh em nhá. Đao chuồn đấy bạn ơi, chém 2k cơ mà anh em. Ok nhá, chém 2k cơ mà, có phải dạng vừa đâu. Đó là lý do đấy. Malok đáng nguy hiểm thế này thôi, chưa một lại không bị biến cứng. Thế này chơi với ai đúng không nào? Đó là lý do vì sao mà bên nhà làm game họ quyết định là không, tôi test rồi, miễn không thế khỏe quá, nội tại lấy thì dễ dàng, miễn không thế này thì giao tranh chém các khủng. Vậy nên thôi chịu khó đây Malok ạ, chịu khó đợi lần sửa tiếp theo đi. Bởi vì sao anh biết đó, Malok nó lực quá, sửa một cái như vậy ấy, từ một vị tướng lấy nội tại cực kỳ dễ dàng chém rỉa. Thành ra anh em mà giao tranh ấy, gặp kiểu bọn không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần gặp mấy kiểu như là đi với VRF này, nó cứ tung chiêu 1 chiêu 2 thế này thì chém cái gì ạ anh em. Chuẩn bị chém chiêu 1, tung cái chiêu 2, thôi rồi, chuẩn bị chém chiêu 1 lại tiếp. Sau 1,5 giây hồi, các bạn lại chém tiếp, nó lại đục một quả chiêu 1 choáng. Thế làm ăn cái gì ạ? Đó là lý do vì sao bây giờ ấy, nói thẳng luôn ở rank hiện tại đi, rank chiến tướng các kiểu đi, thì người ta lại không muốn sử dụng mấy kiểu như con Malok cho lắm. Mặc dù ai biết là con này thì giao tranh tổng rất là tuyệt vời, rất là đỉnh chóp. Ôi, sự kết hợp của Zuka Zuka và Aiza quá đỉnh chóp đúng không nào. Tí tôi sẽ Aiza cái đời Malok nhá, cho mấy ông coi mấy cái quả băng xả nó ghê gớm ra sao. Ơ thằng này chat à, lâu lâu đi rank thôi, có phải công nhận anh em là lâu lâu đi rank gặp mấy thanh niên chat này tôi là rất là vui nhá. Ồ thanh niên này căng vậy, mấy ông này dội nhanh quá anh em ạ. Tính làm cái quả chú cuối để mà cắn xem cái quả dội đam chú cuối nó tầm bao nhiêu đam. Mà trước khi làm gì, anh em đã quất luôn đấy mấy con mồi ngon rồi. Thế này chết dở thế nào. Tức là chúng ta phải chốt lại là đã từng sửa để mà mất miếng khống rồi, tức là trả lại sức mạnh của Malok rồi. Nhưng mà nhà làm game họ thấy là căng quá nên quyết định là rút lại, nên là tạo nên mấy cú lừa gây thất vọng tới cho anh em. Hy vọng là sắp tới ấy, thì Malok sẽ được sửa tiếp để anh em thể dễ dàng chơi hơn. Chứ bây giờ kẻ địch mà nhiều khống chế quá ấy, thì Malok nói thật là mình không muốn chơi nó thật lắm. Bởi vì các bạn phải khăn đợi nó hết khống chế thì mới có thể dám chơi, chứ không cứ tung chiêu một lại bị phá, tung chiêu một bị phá thì sẽ rất là nguy hiểm nhá. Wow, hơn 2k kìa. Có đao chuồn nha mấy ông nhá, có đao chuồn nha, đây rồi, chém luôn. Ui anh em thấy không, cái cú chém vừa rồi của mình chuẩn bị chém ra bị thằng Van Hên nó làm cú choáng cay thực sự luôn đấy. Chỉ cần sửa đúng quả chiêu một này thôi thì ép tin chắc và đảm bảo với anh em là Malok trở thành quái vật luôn, chứ không phải là dạng vừa đâu. Anh em có công nhận vẽ không? Tức là nó chỉ cần sửa cái quả là chiêu 1 sẽ không bị phá, đơn giản ngắn gọn như vậy thôi. Chẳng khác gì là mấy ông chơi Murat đòi hỏi bảo là Murat phải giống bản gốc đấy, chiêu 1 sử dụng ấy, Murat phải có nội tại đó, hai lần phải lấy hai nội tại rồi, và chiêu cuối càng đông sẽ không còn bị giảm cái lượng sát thương. Chỉ cần như vậy thôi thì một vị tướng sát thủ như kiểu con Murat ấy nó sẽ quay trở lại cực kỳ bá đạo luôn. Anh em cảm thấy ra sao, có đồng tình bé hay không? Thực sự mà nói ấy, thì Malok là vị tướng được khá nhiều anh em yêu quý và thích sử dụng, bởi vì khả năng khém góc này. Trời ơi cái thằng yêu đó này nó khô máu quá mấy ông ạ. Pha đấy là tính là khém góc đường về của nó, ai dè nó lên luôn. Thôi thì không bắt nạt được ông thì tôi đi bắt nạt người ta vậy. Có một số mẹo để các bạn có thể farm lính rất là nhanh khi cầm vị tướng Malok để đi đường, đó chính là các bạn ấy sử dụng chiêu 2 hút vào tướng địch đúng nào. Ví dụ như này này, hút tướng địch đó, các bạn có nội tại rồi, các bạn chém thường, các bạn sử dụng chém chiêu 1. Úi trời ơi anh em ơi, dưới 50% máu cái con Nata chịu thêm cái lượng sát thương từ cái nanh, tôi chém một cái hơn 3k đam kìa. Đỉnh chưa mấy ông ơi, đỉnh chưa, đỉnh chưa, đúng là cái kiểu vừa lên nanh vừa lên đồ đồ thủ này. Nó chém phê cực kỳ luôn. Ui 2k6 này, té đam nhá, té đam nhá, 2k2 luôn. Máu giấy làm sao chịu nổi nhiệt hả anh em. Đây sự khó chịu còn Van Hên này, ức chế thực sự nhá. Cứ khi nào mình tính chém chiêu là nó lại làm choáng, rất là căng thẳng, rất là căng thẳng luôn. Ok khép lại video ở đây thôi, các bạn đừng quên kêu bọn bạn bè lên máy chủ thử nghiệm để có thể kiếm các skin tuyệt vời nhá. Đang có 5 bộ trang phục chờ đón sự kiện cho anh em đó. Hãy tham gia ngay nào và đừng quên đặt câu hỏi chat dưới cái video nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.